Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Chuyên đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong cái chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Văn Lương, hay có biệt hiệu là Lương Trainer, là giám đốc công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay công ty chúng tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái mẫu nhà 2 tầng mái Thái như các bạn đang nhìn thấy trên hình ảnh đây. Một cái mẫu nhà mà chúng tôi vừa thiết kế cho một khách hàng xong. Thì bạn có thể tham khảo cái mẫu nhà này nếu bạn đang có cái công năng hoặc cái khổ đất tương tự. Ok. Thì hiện nay những cái mẫu nhà 2 tầng ấy thì nó rất là nhiều. Nhưng mà để tìm được những cái mẫu nhà mà mái Thái và trang trí đẹp thì nó rất ít. Thì đây thì chúng tôi đã vừa phối một cái ảnh 3D, và vì sau chủ nhà sẽ sơn như thế này và ốp với những cái vật liệu như thế này. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo cái kiến trúc mặt tiền. Đây là chúng tôi render ảnh thật, vì sau chủ nhà sẽ làm y hệt như vậy. Thì bên dưới đây chúng tôi ốp đá dối này, đây có cái bồn hoa trước thì chúng tôi ốp gạch thẻ này. Đấy, đi lên ba bậc công trình này. Đấy, thì chúng tôi chia cái bề ngang của công trình thành hai khối này, một cái khối ở đây thì được tô bởi các cái cột trụ tròn. Đấy, bên dưới thì hai cột vuông và hai cột trụ tròn sát bên. Còn bên trên thì là hai cột trụ tròn hai bên là bốn cột. Bên trên là mái chữ A vẩy tổ mối. Đó. Bên trên này thì chúng tôi cũng làm một cái mái chữ A to hơn. Đó. Thì bạn có thể nhìn rõ hơn, thì tôi zoom lên cho các bạn nhìn chi tiết cái mẫu này. Ok. Đó. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang cái mặt bên hông. Đây. Tôi sẽ zoom nhỏ lại các bạn nhìn mặt bên hông của công trình. Đây. Đây là mặt bên hông của công trình. Đấy, thì công trình này thì bên này thì coi như là gần sát đất rồi. Đó, còn mỗi mặt bên này thôi thì công trình sẽ được cái khoảng sân sẽ có hai mặt tiền như thế này. Đấy, các bạn có thể zoom lên. Đó. Đấy, bên này chúng tôi sẽ làm những cái cửa sổ và ở giữa ốp vật liệu trang trí như này. Đấy. Ok, để chi tiết hơn thì chúng ta sẽ cùng khám phá cái bản vẽ này nhá. Thì hiện nay chúng tôi là đơn vị tiên phong và đi đầu trong lĩnh vực là ứng dụng công nghệ mới vào để thiết kế tạo ra một bản vẽ cứ 2D thì có 3D. Thì cái công nghệ mới mà chúng tôi đang sử dụng hiện nay đó là phần mềm Revit nói riêng và công nghệ BIM nói chung. Thì khi mà chúng tôi sử dụng Revit này thì chủ nhà sẽ nhìn được tường tận mọi ngõ ngách của công trình, giống y như chủ nhà sẽ ở trong căn nhà đó vậy. Thì để các bạn không phải chờ lâu thì đây chính là cái phần mềm mà chúng tôi sử dụng, nó tên gọi là Revit 2019. Đấy, khi mà chủ nhà mà thông phương án với chúng tôi thì chúng tôi sẽ đưa toàn bộ cái không gian 3D dưới dạng 2D kèm 3D đầy đủ các chi tiết như này. Ví dụ như mặt bằng 2D thì sẽ có bản vẽ 3D. Đó, các bạn có thể zoom lên. Đó, chi tiết quan sát. Đấy, ví dụ như đây chúng tôi ốp các vật liệu dưới dạng thô. Sau khi render ảnh thì chúng tôi sẽ được đẹp đẽ như thế này. Thì đây nó đang dưới dạng là thô thôi. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được mọi ngõ ngách trang trí của cái vật liệu như thế này là dùng cái vật liệu gì. Đấy, công trình nó khá nặng thì tôi sẽ đưa về cái dạng thô cho bạn nhìn. Đó, thì đây là dạng thô của công trình. Đấy. Thì chủ nhà sẽ thấy được toàn bộ mô hình 3D của công trình khi mà chúng tôi show như thế này. Đấy, chúng tôi sẽ đưa hết mọi ngóc ngách đấy, cho chủ nhà xem như này đã ưng ý chưa, xoay bốn mặt. Được chưa? Đó. Còn khi mà nó có nhiều chế độ, khi mà để thực hơn như này thì chủ nhà sẽ nhìn thấy cái hình ảnh vật liệu sau khi nó gán. Và thực hơn nữa là chúng tôi sẽ render ảnh ra như này thì chủ nhà sẽ nhìn là thực nhất. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái mặt bằng kiến trúc tầng 1 của công trình này như nào nhá. Thì đây là mặt bằng kiến trúc tầng 1 của công trình. Đấy, thì khi bước lên trên ba bậc như này thì vào một cái sảnh. Đấy, cái sảnh này sẽ rộng bao nhiêu, tôi sẽ đo cho các bạn trực tiếp vào đây, các bạn nhìn. Cái sảnh này rộng 1,5 m. Đấy, sẽ đi vào cửa hai cánh cố định nó bé hơn và một hai cánh mở ra ngoài như thế này thì to hơn. Đi thẳng vào là khu vực phòng khách với diện tích là 21,21 m². Đấy, thì chủ nhà có yêu cầu là một cái khu vực tiểu cảnh ở đây thì chúng tôi làm một cái tiểu cảnh ở khu vực phòng khách để ngăn giữa phòng khách và phòng bếp. Đó, đi thẳng vào bên trong là phòng bếp. Đấy, bếp đây, bàn bếp bố trí đây và phòng ăn ở đây, được chưa? Đó, thì khu vực kẽ bên phòng khách thì chúng tôi có làm một cái phòng ngủ số 1 có diện tích là 13,63 m². Phòng ngủ thì có một cửa sổ lấy sáng ở phía đằng trước như thế này. Đấy, giường tủ đầy đủ. Và phòng ngủ này thì sẽ có vệ sinh khép kín, nó diện tích là 3,69 m². Đó. Được chưa? Như thế này. Và có một cái vệ sinh WC2 ở cuối khu vực bếp là 3,14 m², là vệ sinh chung dành cho toàn bộ khách khứa. Đó. Thì yêu cầu gia chủ là chỉ cần một phòng khách, một phòng ngủ, một khu vực bếp cộng phòng ăn và một vệ sinh chung. Đấy, thì chúng tôi đang thiết kế như thế này. Rồi, sau đó là khu vực cầu thang. Ô cầu thang thì chúng tôi là lấy là từ tim đến tim là 2,72 m.
Nếu các bạn chưa hiểu rõ thì chúng ta sẽ cắt hẳn cái 3D của công trình này ra để chúng ta sẽ nhìn cho nó rõ. Đây, tôi sẽ để dưới dạng thô rồi tôi cắt ra cho các bạn nhìn cho nó dễ hơn nhá. Ok, đây là dưới dạng thô này. Bây giờ tôi sẽ dùng hộp đại sinh sinh bóc. Thì chủ nhà khi mà chúng tôi sử dụng cái công nghệ này để thiết kế thì chủ nhà rất là thích. Tại sao? Tại vì họ sẽ nhìn thấy được mọi ngóc ngách của công trình. Ví dụ 2D là ví dụ đây là gọi là bản vẽ 2D này. Đây, đây gọi là bản vẽ 2D. Đấy, nhiều chủ nhà họ sẽ không tưởng tượng được không gian của mình, nhưng mà khi mà chúng tôi có cả 3D. Đấy, ví dụ như đây là bản vẽ 3D. Đấy thì cắt mọi ngóc ngách, cắt toàn bộ cái tầng trên đi, chỉ để lại cái tầng 1 thôi. Thì chủ nhà hóa ra đi vào đây là đi vào khu vực phòng khách. Đó, phòng khách xong có cái tiểu cảnh ở đây, xong có cái cột ở đây, xong có cái bếp ăn ở đây, có cái bàn bếp để ở khu vực này. À, phòng ngủ ở đây, giường tủ như thế này. Đấy, như vậy là chủ nhà sẽ cảm nhận được cái không gian của mình có chật chội hay không, có hợp lý không. Đây khung tranh ở đây. Đấy, thậm chí chúng tôi sẽ đưa ra những ảnh màu như này để cho chủ nhà nhìn. Đấy, còn thích nữa thì chúng tôi render ảnh thật thực sự cho chủ nhà. Đó. Được chưa? Rồi, chúng ta cùng khám phá cái mặt bằng tầng 2. Khi lên cầu thang xong thì đi thẳng vào đây là khu vực phòng ngủ số 2, phòng ngủ thứ 2 thì thẳng cái phòng ngủ số 1 ở dưới tầng 1 đi thẳng lên ạ. Đây là phòng ngủ số 2, vẫn diện tích là 16,63 m², vẫn có vệ sinh khép kín là WC3 là 3,8 m². Ok. Và cái khu vực phòng khách thẳng lên thì ở trên tầng 2 sẽ là một cái sảnh chơi 9,96 m² đi ra cái ban công như này. Đấy, và một cái khu vực phòng thờ 8,83 m² chúng tôi bố trí cho chủ nhà ở đây. Được chưa? Đấy, phòng thờ này vẫn có cái cửa sổ lấy sáng ở đây nha các bạn nhé. Sảnh chơi vẫn có cửa sổ lấy sáng ở đây. Phòng ngủ này có cái gì ạ? Có cửa chính đấy, bằng gỗ kính, gỗ palo kính ở đây vẫn lấy sáng được cho cái công trình phòng ngủ này. Ok, và đi thẳng bên trong là phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 thì cũng có vệ sinh khép kín với diện tích là 13,64 m², và vệ sinh khép kín là 3,01 m². Có cửa sổ ở đây nhá, ở chỗ bàn làm việc này. Đấy, vẫn lấy sáng lấy gió được, thoải mái. Và cuối cùng ở bên cạnh phòng ngủ số 3 là cái khu vực mà tập gym. Đấy, cái khu vực tập gym ở đây. Đấy, và đi ra bên ngoài là khu vực sân phơi cộng với giặt là 8,14 m². Đấy, sẽ để máy giặt và phơi phóng hết ở ngoài này. Như vậy tầng 2 thì gia chủ sẽ có hai phòng ngủ có vệ sinh khép kín, và có một khu vực phòng thờ, một sảnh chơi, và một cái khu vực sân phơi cộng giặt, và một khu vực tập thể dục thể thao. Đấy, nếu các bạn không hiểu thì chúng ta sẽ xem cái mô hình 3D, dưới dạng 3D. Đấy, chúng tôi thông phương án này thì chủ nhà nhìn sẽ hiểu ngay được cái công trình của mình thì sau lên nó sẽ như nào. Đấy, đầu tiên dưới dạng thô như này, có rất là nhiều dưới dạng này, hình ảnh khác nhau cho các bạn nhìn. Đấy, cầu thang đi lên đó thì nó sẽ đi thẳng vào đây là cái khu vực phòng ngủ số 2 này, có vệ sinh khép kín này. Đó, như này thì các bạn sẽ cảm nhận được ngay đây là khu vực phòng thờ đó, đây là khu vực tập thể dục thể thao, còn đây là khu vực phòng ngủ số 3, và đi ra ngoài này thì là cái khu vực sân phơi cộng giặt giũ. Đấy, thì chúng tôi xây khép kín hết thì chỉ để mỗi cái lưới thép ở đây để lấy sáng và phơi phóng cho công trình thôi. Đó, các bạn có thể nhìn chi tiết công trình dưới dạng màu như thế này. Thì nếu các bạn làm thiết kế thì các bạn cần phải yêu cầu đơn vị thiết kế cung cấp cho các bạn là cứ 2D phải có 3B như này để bạn cảm nhận được cái không gian công năng công trình của mình. Từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định về không gian sáng suốt nhất. Tại vì nếu các bạn chỉ dưới dạng 2D như thế này, bạn chưa thể cảm nhận được cái không gian đi lại có chật không, như vậy có hợp lý không. Khi bạn có cái không gian 3D như thế này, bạn sẽ thấy cái không gian, cảm nhận được cái mức độ về không gian. Để xem là cái bố trí như vậy là đã hợp lý chưa. Ok. Rồi, chúng ta nhìn này. Toàn bộ công trình. Bên trên này thì là bê tông mai thái đổ chéo, và chúng tôi có để tét nước ở bên trong. Rồi, đây là cái trang trí ở bên mặt bên hông này của công trình. Ok, chúng tôi có thể cắt ra để cho bạn nhìn rõ hơn công trình này. Đó, thì bạn có thể cảm nhận không gian của công trình. Đấy, khi mà chúng tôi cắt ra như thế này.
Rồi, thì bạn thích nhìn ở đâu thì chúng tôi sẽ cắt ra đấy cho các bạn nhìn. Đấy, thì thực tế cái mô hình này như thế nào thì chúng ta sẽ xây dựng lên đúng y như vậy. Ok, thì hy vọng video vừa rồi giúp ích cho mọi người, để mọi người có một cái không gian, cái công năng mới để có thể tham khảo cho công trình của mình. Xin chào và gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều video chia sẻ nhà đẹp hơn nữa. Hoặc cần chúng tôi tư vấn thiết kế cho bạn thì nhớ gọi điện thoại cho số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.